Thôi, nó chưa biết ăn kẹo đâu hả? Chị 5 giờ nó đang biết ăn nữa. Ô kìa ai như cô thắm, còn bác nằm ở xa mời về. Chứ không phải để làm gì khác đâu. Thương ơi thương. Em với cái chữ tiếng Thái mà. Nghĩa. Em không biết.